Ở đây là một nơi rất là đặc biệt. Mà ở trong kinh thì quý vị cũng biết rồi, núi Hưng Thú. Nơi đây là nơi Đức Thế Tôn và Chư Thánh Tăng đã giảng dạy rất nhiều những bài kinh quan trọng. Phải nói là đếm cũng không biết đếm bao nhiêu. Và có một cái chi tiết mà kể từ khi sư đặt chân lên trên đây ấy, phải nói là rùng mình mà mình hoan hỉ. Tại sao? Mỗi một nơi, mỗi một tấc đất ở nơi đây là đã từng là nơi một vị thánh tăng đã từng, mà không phải chỉ là một vị mà nhiều vị thánh tăng các vị đã từng ngồi ở đây. Cái nơi mà chúng ta đang ngồi, ngay tại nơi chúng ta đang ngồi, không phải một nơi cụ thể nào, ngay chính nơi chúng ta đang ngồi, là cách đây hơn 2600 năm một vị thánh tăng đã từng ngồi. Các ngài ngồi đây và các ngài nghe lời dạy của Đức Thế Tôn. Chính các ngài đã ngồi đây và các ngài đã chuyển từ phàm sang thánh. Chính nơi đây là nơi các vị phàm tăng đã chuyển thành thánh tăng. Chính nơi đây là nơi mà các vị tăng đã dứt trừ các lậu hoặc. Chính nơi đây là nơi mà chư tăng không còn phiền não. Chính vì lẽ đó, hãy tập trung. Sư nói hãy tập trung, đừng để tâm của mình á, đừng để tâm của mình á bị phân tâm bởi bất kỳ một điều gì. Nó uổng lắm quý vị, nó uổng dữ lắm. Tại vì nó làm cho tâm chúng ta bị mất đi dòng tâm thức quan trọng. Nói thật bây giờ, nếu như mà quý vị có khát nước cũng nhịn nữa. Tại sao? Tại chính ở đây hãy suy tư, hãy nghĩ về chính ở đây, nơi chúng ta ngồi đây nè, nơi chúng ta đang ngồi đây nè. Cách đây 2600 năm, chính nơi đây một vị thánh tăng đã ngồi chính ngay tại nơi đây và đã chấm dứt phàm phu không còn phàm nữa. Nhờ lắng nghe lời dạy của Thế Tôn mà các ngài đã chuyển. Và khắp nơi đây, xung quanh chúng ta là hình ảnh của những vị thánh tăng. Các ngài những bậc đã đoạn trừ hoàn toàn lậu hoặc. Hãy nghĩ về ân đức của Tam Bảo và nương nhờ các ngài. Quý vị biết là khi mà Đức Thế Tôn ngài đi về thành Kusinara, ngài đã dừng lại một tảng đá. Ngài dừng kế bên tảng đá và ngài nói với Ananda: này Ananda, tảng đá này là nơi mà ba vị Phật quá khứ các ngài đã ngồi chính tại nơi đây. Và ngài Ananda, ngài đã nói: bạch Thế Tôn, như vậy con xin trải tọa cụ và con xin thỉnh Thế Tôn ngồi. Và khi Thế Tôn ngài ngồi xuống, ngài Ananda ngài hoan hỉ nói: bạch Thế Tôn, như vậy là bốn vị chánh đẳng giác đã ngồi đúng tại nơi đây. Cái nơi đó là nơi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết kinh kinh Đại Thiện Kiến Vương. Còn ở nơi đây Đức Thế Tôn ngài thuyết nhiều bài lắm. Nhưng mà trong đó có những bài mà chúng ta gọi là nổi tiếng, đó là kinh Đại Điển Tôn. Kinh Đại Điển Tôn á, xuất phát từ khi mà hai cái dòng tộc của bên nội bên ngoại tranh nhau của dòng sông. Và sau đó Đức Thế Tôn ngài đã đứng ra và ngài hòa giải. Và để sám hối với Thế Tôn thì mỗi dòng tộc cử ra 250 vị xuất gia đến Đức Thế Tôn. Và ngài đã dắt 500 vị đó lên nơi đây, lên ngay tại nơi đây, ngồi nơi đây. Quý vị nghĩ bây giờ ở đây ngồi xếp 500 vị trên đỉnh núi này mà xếp 500 vị thì đầy hết, chắc chắn chỗ mình ngồi phải là chỗ của một vị đã thành A-la-hán nha. Và ngài nhìn xung quanh và ngài đã thuyết Đại Điển Tôn, tức là ngài thấy tất cả chúng sanh trời, gọi là kinh đại hội, còn gọi là kinh đại hội. Toàn bộ chư thiên đó, gọi là trời thần đó, các cái loài dạ xoa, càng thác bà, các loài long vương, các thứ đã tập trung về nơi đây. Và ngài nói là mỗi chúng sanh có một loại căn tánh khác nhau, và Như Lai đã nhìn thấy căn tánh của các chúng sanh đó. Và tùy theo mỗi căn tánh, Đức Thế Tôn thuyết một bài kinh khác nhau, và ngài thuyết về 6 cái căn tánh khác nhau
của chúng sanh. Và về sau chúng ta gọi là lục đại chân kinh ở trong Đức Đề Xá sẽ diễn giải rõ về 6 bài kinh. Và đó là cái lần gọi là đại hội chư thiên về nơi đây. Lúc bây giờ Ma Vương có xuất hiện thì Đức Thế Tôn này dùng thần thông, Ma Vương sẽ làm cái gì cũng không thể ảnh hưởng được đại chúng. Đây là cái đại hội chư tăng về và chư thiên về, cái số lượng chúng sanh chứng thánh nhiều không kể xiết. Cho nên nơi đây là nơi mà nó là tưởng nhớ trời thần, trời người đã trở thành thánh nhân. Và đặc biệt nữa, ở nơi đây Đức Thế Tôn đã từng thuyết kể tên hàng trăm vị Phật độc giác. Tức là ngài nói hồi xưa ở nơi đây, cái ngọn núi này có rất nhiều tên, người ta gọi bằng nhiều tên khác nhau, nhưng mà nơi đây là nơi mà chư Phật độc giác đã từng tụ hội nơi đây. Cho nên nơi đây không chỉ là nơi của những vị thánh A-la-hán mà còn là nơi của những vị độc giác và Đức Thế Tôn vị chánh đẳng giác, là nơi mà tất cả các loại Phật, là Phật Thinh Văn Giác, độc giác và chánh đẳng giác đều đã từng tại nơi đây. Cho nên nơi đây phải nói là cái đất thánh kinh khủng lắm. Mà chỉ cần chúng ta có một cái niệm tưởng về các ngài với lòng thành kính, xin thưa là phước không biết kể đâu cho hết. Bây giờ thời gian còn lại, sư nhắc lại kinh Thông Tiên. Kinh Thông Tiên là bởi vì đây là bài kinh mà Đức Thế Tôn ngài nhắc đến các vị Phật độc giác để chư thiên và loài người hoan hỷ. E quang me su tang e kang samayang phagawa racha ga he viharati isigilis ming papate tatakho phagawa pikho amante si pikawoti padante ti te pikho Phagavato Pachaso Sung Phagava E Tadabho Cha Basata No Tum He Phikawe E Tăng We Phà Răng Pap Bà Tành Tí E Quang Phan Tê E Tassapikho Phikawe We Phà Rasa Pap Bà Tassa Anya Wa Samanya Aho Si Anya Panyat Tí Pasatano tum he vikawe e tang panta wang tabbatanti e wang fante e tasapiko vikawe panda wasa papatasa anya wa samanya aho si anya panyati Pasatano tum he vikawe e tang we pun lang papatanti e wang fante e tassa piho fikawe we pun lasa papatasa anya wa samanya aho si anya panyati pasapano tumhe fikawe e tang gicchaku tang tappatanti e wang vante e tassa piho fikawe gicchaku tassa papatasa anya wa samanya aho si anya panyati pasa Tha no tum he phikawe imang isigiling tappatanti ewang phante imasakho pana phikawe isigilisa pappatasa esa wa samanya ahosi esa panyati phutapuppang phikawe panya pakje ka putha satati satani Imasmin isigilismin pappate tiraniwasino ahesumte imang pappatang pawisanta disanti pawithana disanti tamenang manusa disjwa ewa mahangsu ayang pappato ime isi gila titi warian isi isayo isigili tuwa samanya udapadi acikisami fikawe pakje kabuthanang namani warian acikisami
Chikisa miwo Kitayisa mi fikawe Pakche kabuthanang namani Desesa mi fikawe Pakche kabuthanang namani Tang sunatha Satukang manasi karo tha Fasisa mi ti E wang phan tê tí khô tê phích khô phá ga wa tô bác chá sô sung phá ga wa e ta đá vô chá E rít thô na mạ phích ca quê bác chê ca sâm bút thô y mạ sâm mì E sĩ ghi lý sâm mì bác bá tê Tí ra ni hoa si a hô si U bá rít thô na mạ phích ca quê bác chê ca sâm bút thô y mạ sâm mì E sĩ ghi lý sâm mì Papate Tirani Wasi Ahosi Tagara Si Sishi Nama Pikawe Pakche Ka Sambuto Imasming Isigilisming Papate Tirani Wasi Ahosi Wari Anta Gara Sikhi Tagara Sikhi Yasasi nama fikawe pakje ka sambuto imasmik isigilisming papate chirani wasi ahosi sudasano nama fikawe pakje ka sambuto imasmik isigilisming papate chirani wasi ahosi Piyadasi nama fikawe pakje kasambuto imasming isigilisming papate Tirani wasi ahosi Gantaro nama fikawe pakje kasambuto imasming isigilisming papate Tirani wasi ahosi Bindolo nama fikawe pakje kasambuto imasming isigilisming Papate Jirani Wasi Ahosi Upasafo Nama Fikawe Pakche Kasambutto Imasming Isigilisming Papate Jirani Wasi Ahosi Nito Nama Fikawe Pakche Kasambutto Imasming Isigilisming Papate Jirani Wasi Ahosi Tato Nama Fikawe Pakche Kasambutto Imasming Isigilisming Papate Jirani Wasi Ahosi Sutawa Nama Fikawe Pakche Kasambutto Imasming Isigilisming Papate Jirani Wasi Ahosi Fawitato Nama Fikawe Pakche kasambutto imasming isigilisming papate Jirani wasi ahosi Ye sattara sara anika nikrasa Pakche kame wacha gas mangsubo tingte sang Wilan na lana Narutama nang namanine me Tayato sunatha iritto ubaritto tagarasi tagarasihi yasasi sudasano piyadasi jasu sambutto wari ansu sambutto butto gantaro pindolo upasapo ja nito tato sutawa fawitat to sumpho supho matulo atthamo cha wari an matulo methulo athasu metho aniko sudatho wari an athasu meko athasu metho pakje ka buddha phavanettikhi Khi na hình gu cha hình gô cha ma ha nu pha wa Đuệ cha li no mu ni no attha ko cha attha ko san lo buddho atho su ba hu Upa ne mi so ne mi so san ta chitto sak ko ta tho vi ra cho pandito cha Ka lu pa ka la vi
Wichito chito cha Ango cha pang Pango cha Guti chito cha Pasichahi Upati dukkhamu mulang Aparajito marabalang asesi sattha pavatta saprapfangolo mahangso ucangamaso asito anasavo mano mayo namachikdo jabantuma tathatimut to vimalo che ke tuma ke tum phagaro cha ma tang kho ariyo athak jutto ak juta ga ma ya makko sumangalo dabbilo supatitthito asayo me khe ma virato cha sorato Duranayo sangho apto pi ucchato Uparo munisayo ano Manikamo anando nando upanando dwadasa Faratvacho Atimadehathari bodhimahanamo Atho pi uttaro kesi sikhi sudan Sudaro dwara paro tisu patissa Vava banthana jida upasihi Tang hak jido jasik khari Tang hak jido jasik khari Buddho ahu mangalo vitarago Usafak jida jalinin dukkhamu Mulang santang padang acchagamo panito Upo sato sudaro sakchanamo Cheto chayanto bamudo upalo chapat Dumuttaro rakhito papato chamanattha Thoso sofito vitarago kangho cha buddho Suvimutta chitto ete cha anye cha maha nupha Va bak je ka buddha Va va netti khina te sabba sangha tigate mahesi Parinipu te van Tatha appamaye ti Isigli suttang nithitang chattang. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn tại Rajagaha trên núi Isigili. Ở đây Thế Tôn gọi các tỷ kheo này, các tỷ kheo bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: này các tỷ kheo, ông có thấy núi quê phà ra này không? Thưa có thấy bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây chỉ là một danh xưng khác cho núi quê phà ra này, một tên gọi khác. Này các tỷ kheo, các ông có thấy núi Panh Đa Hoa này không? Thưa có thấy bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây chỉ là một danh xưng khác cho núi Panh Đa Hoa này, một tên gọi khác. Này các tỷ kheo, các ông có thấy núi quê Pun Lá này không? Thưa có thấy bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây chỉ là một danh xưng khác cho núi quê Pun Lá này, một tên gọi khác. Này các tỷ kheo, các ông có thấy núi Ritchakuta này không? Thưa có thấy bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây chỉ là một danh xưng khác cho núi Ritchakuta này, một tên gọi khác. Này các tỷ kheo, các ông có thấy núi Isigili này không? Thưa có thấy bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây chính là một tên danh xưng của núi Isigili, một tên gọi khác. Thuở xưa, này các tỷ kheo, có 500 vị độc giác Phật sống trong một thời gian khá dài trong núi Isigili này, tức là 500 vị độc giác đã từng sống ở đây đây. Những vị ấy đi vào trong ngọn núi này, nhưng khi vào rồi thời không thấy nữa. Quần chúng thấy vậy nói như sau: ngọn núi này nuốt những ẩn sĩ ấy. Ime Isi Gilatiti nên danh xưng là Isigili, tức là 500 vị tỷ kheo đã đi vào trong đây và người dân họ không thấy các vị đi ra nữa.
Này các tỷ kheo, ta sẽ kể tên các vị độc giác Phật. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết giảng tên các vị độc giác Phật. Hãy lắng nghe và suy nghĩ, ta sẽ nói. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Aditha, này các tỷ kheo, là tên vị độc giác Phật đã cư trú lâu ngày trong núi Isigiri này. Upaditha, này các tỷ kheo, là tên gọi vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Isigiri này. Tagarasikhi, này các tỷ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Isigiri này. Yasasi, này các tỷ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Isigiri này. Sutasana, này các tỷ kheo, là tên vị độc giác Phật đã cư trú lâu ngày trong núi Isigiri này. Vijayadasi, này các tỷ kheo, là tên vị độc giác Phật đã cư trú lâu ngày trong núi Isigiri này. Ganthara, này các tỷ kheo, là tên vị độc giác Phật đã cư trú lâu ngày trong núi Isigiri này. Bindola, này các tỷ kheo, là tên vị độc giác Phật đã cư trú lâu ngày trong núi Isigiri này. Upasapha, này các tỷ kheo, là tên vị độc giác Phật đã cư trú lâu ngày trong núi Isigiri này. Nitha, này các tỷ kheo, là tên vị độc giác Phật đã cư trú lâu ngày trong núi Isigiri này. Tathā, này các tỷ kheo, là tên vị độc giác Phật đã cư trú lâu ngày trong núi Isigiri này. Sutawa, này các tỷ kheo, là tên vị độc giác Phật đã cư trú lâu ngày trong núi Isigiri này. Pravittata, này các tỷ kheo, là tên vị độc giác Phật đã cư trú lâu ngày trong núi Isigiri này. Chư hữu tình tinh hoa, không khổ không tham ái, riêng tự mình chứng đắc chánh đẳng giác vô thượng. Chư vị thường thắng nhân vượt ngoài mũi tên bắn, hãy lắng lóng tai nghe kỹ, ta sẽ xướng danh hiệu. Aditha, Upaditha, Tagarasikhi, Yasasi, Sudassan, Piyadasi, Ganthara, Bindola, Upasapha, Nitha, Tatha, Sutawa, Phavitatta, Sumpha, Sufa, Methula, Athama, Athasumekha, Anika, Sudatha. Chư vị độc giác Phật đoạn trừ nguồn ái sanh Hingu và Hinga, chư vị đại uy lực hai ẩn sĩ Cha Lý, rồi đến Athaka, Đức Phật Kosala, tiếp đến Subahu, ngài Upanemi, cả ngài Nemi này, ngài Santachitta, các ngài bậc chân thực sống như chân ly trần cũng là bậc hiền kiết, Kala, Upakala, Vichita, Chita, Anga, Panga và Guti, Chita, Pasi, bỏ chấp thủ căn rễ các khổ đau, Uparachita, đánh bại ma quân lực, Satha Pawatta, Sarafanga, Lô Ma Hành Sa, Uchan Gamaya, Asita, Anasawa, Mano Maya, đoạn trừ được nạn, và Bành Thu Ma, Tatathimutta, vô câu uế, và Kê Tu Ma, Kê Tùm Bhagraga, và Matanga Ariya, Achuta, Achuta Gama, Yamaka, Sumangala, Dabila, Subhatithita, Asaha, Hema Firata, và Sorata, Duranaya, Sangha, rồi đến Uchaga, rồi đến vị ẩn sĩ Saha, Saya, với căn đảm phi thường Ananda, Nanda, Upananda, tất cả là 12. Pharatvaja, thọ trì thân cuối cùng vô thí, Mahanama, kể cả Pharatvaja thượng thắng có chóp tóc và đẹp trai, Tissa, Upatissa, Upasidari đã đoạn hưởng kiết sử, và Sidari đã đoạn trừ thâm ái. Đức Phật tên Mangala với tham được đoạn trừ, Usapha đã cắt đứt khổ căn, Upanita vị chứng đắc, vị chứng an tịnh đạo, Uposatha, Sundara, Sakyanama, Cheta, Chayanta, Paduma, Upala và Padumuttara, Rakhita và Tapata, Manatha, Sophita, Vitaraga và Đức Phật Căng Khá. Với tâm được giải thoát, những vị này vị khác là những bậc độc giác, những bậc đại uy lực đã đoạn nguồn tái sanh. Hãy đảnh lễ chư vị đại ẩn sĩ vô thượng đã thắng mọi chiến trận, đã đạt bát niết bàn. Thì sau khi sư đọc tên 500 vị độc giác Phật ở đây, chúng ta đảnh lễ Đức Thế Tôn, đảnh lễ 500 vị độc giác Phật.
và cũng lễ chư thánh Thinh Văn đã ở tại nơi đây. Iti ti so bhagava arahaṃ sammā sambuddho viccacarana sampanno sugato lokavido anuttaro bodhisattamassarati sattha deva manussanaṃ buddho bhagava ti svakkhato bhagavata dhammo sandittiko akadiko ehi pasiko opanayiko pachatan veditappo vinyo heti sapati banno bhagavato savaka sangho ujupati banno bhagavato savaka sangho Nya yapati panno bhagavato savaka sangho samicipati panno bhagavato savaka sangho yadidam cattari buddhisa yugani atta buddhisa puggala esa bhagavato savaka sangho Aho nai yo, paho nai yo, rakhi nai yo, anjali karani yo, anuttarang bunya khetang lokasati. Nati me saranang anyang buto me saranang wadak, ete nasa jawache nahotu me jaya manggalak. Nati me saranang anyang dhammo me saranang wadak, ete nasa jawache nahotu me jaya manggalak. Nati me saranang anyang sangko me saranang warak Ete nasa jawa che naho tu me jaya manggalang Chân cô chỉ đang cho tôi phải nương theo Chỉ có đức phần là quý bao Nên tôi phải hết lòng thành kính mà nương theo Đang cầu sự an lạc đến cho tôi Y như lời chân thân này Chẳng có gì đang cho tôi phải nương theo Chỉ có pháp bảo là quý bao Nên tôi phải hết lòng thành kính mà nương theo Đăng cầu sự an lạc đến cho tôi Y như lời chân thân này Chẳng có chỉ đang cho tôi phải nương theo Chỉ có đức tăng là quý bao Nên tôi phải hết lòng thành kính mà nương theo Đăng cầu sự an lạc đến cho tôi Y như lời chân thành này Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ Nguyện thoát ba tai nước lửa bình Nguyện thấy chúng sanh khỏi oan kết Nguyện cho nhân loại sớm tu hành Nguyện nhìn tham hồng giới định tuệ Nguyện đoạn tham sân si đồng sanh Nguyện giải căn nhân sanh tư khổ Nguyện diệt tâm tham hao lợi danh Nguyện tu tinh tấn không giải đai
Nguyện sao đào hoa sớm biên thành phước hạnh tôi đã tạo ra. Các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiên căn. Sau này dù thảo mấy lần, từ đây cho đến siêu thanh niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành toàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, chờ mau giải thoát kế hiện phía sau. Nếu trời chẳng gầm phần nào, nhầm kỳ đồng giác làm sao của mình. Do sự cung kính, quý vị nghe theo được cái gì đọc theo tâm sinh. Do sự cung kính đến với bậc chánh đẳng giác, đến với bậc độc giác, đến với bậc thanh văn giác, cầu mong cho con với sự cung kính này, từ giờ cho đến dòng sinh tử luân hồi, được thân cận các bậc luân sư thiền hữu, được hướng dẫn, được gần, được học tập, được nương tựa nơi các ngài để đi đến sự đoàn tận khổ đau. Do sự bố thí cúng dường hương hoa đến Phật chánh đẳng giác, chư vị Phật độc giác, chư vị thanh văn cầu mong cho con giống như hương này, đi đến đâu thì không xóa tan những mùi hôi đến đó, cũng mong như vậy, mong cho đời con trí tuệ phát sanh nơi đâu thì vô minh xóa tan nơi đó, cầu mong cho con khi nói lên lời chánh pháp ở đâu thì giữ đời phi pháp sẽ phát xóa tan nơi đó. Cũng giống như mùi hương này đã lan tỏa không có cản trở, cầu mong cho chánh pháp nơi con được lan tỏa cũng không có cản trở. Cũng như sự đi đến nơi đây của con được dễ dàng, cầu mong cho sự hoằng pháp của chúng con được dễ dàng, cầu mong cho sự thành tựu của việc đi đến cúng dường nơi đây, cầu mong cho đường tu của chúng con cũng được thành tựu. Do cầu mong cho vì lòng của chúng con với tất cả chúng sanh nơi đây từ đã phát sanh với tâm từ, cầu mong cho tất cả chúng sanh hãy có tâm từ với chúng con. Cũng như hương lúc nào cũng bay lên, cầu mong cho con có tâm luôn hướng thượng, cầu mong cho với sự tỉnh táo của con tại nơi đây khi còn sống, cầu mong cho vào lúc cận tử thân hoại mạng chung, con cũng được tỉnh táo để đảnh lễ với con. Cầu mong cho con có sức khỏe, có sự minh mẫn, có khả năng đảnh lễ đến Thế Tôn, đến chư Phật độc giác, đến chư thinh văn giác. Cầu mong cho con trong những lúc khó khăn hoạn nạn, trong những lúc ngặt nghèo, trong những lúc chơi vơi, khi ốm đau, khi bệnh tật, khi không còn khả năng di chuyển, khi nằm một nơi, khi đối diện với tử thần, con cũng có khả năng đảnh lễ Đức Thế Tôn, đảnh lễ chư Phật độc giác, đảnh lễ chư thinh văn. Cầu mong cho con có tâm luôn nương tựa nơi Tam Bảo, cầu mong cho con sống không xa rời chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy Nhất, Nam mô Tham Mai Nhất, Nam mô. Dan tu cirang rakan tu sa sanang akasatap
cha phum ma tha đi qua na ga ma hi ti ca bun nhang nu a nu mô đan tu chi răng ra khan tu lô ga ru a ca sa ta cha phum ma tha đi qua na ga ma hi ti ca bun nhang nu a nu mô đan tu chi răng ra khan tu nha ta yuk a ca sa ta cha phum ma tha đề qua na ga ma hi ti ca bun nhang no anu mô đan tu chi răng ra khan tu pa ni no a ca sa ta cha phum ma tha đề qua na ga ma hi ti ca bun nhang no anu mô đan tu chi răng ra khan tu no sa da thi đằng nô nha thi đằng hồ tu su khi ta hôn tu nha ta vô thi đằng nô nha thi đằng hồ tu su khi ta hôn tu nha ta vô thi đằng nô nha thi đằng hồ tu su khi ta hôn tu nha ta vô thi đằng qua ta mê bốn nhân a sa qua kha ya qua hằng hồ tu a na ga tê ca lê chư thiên ở trên hư không địa cầu thương rõ thông mọi điều long vương thần linh có nhiều đồng sinh hoa nghi phước đều chúng thôi hồ trì phần giáo tăng bồi các bậc thầy tô an vui lâu dài quyên thuộc canh khôi nàng tai chúng sanh được hương phước dài bền lâu chúng tôi vui thu đào màu tu hành tinh tấn ngõ hầu siêu sinh do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại cầu mong cho các vị ấy hằng được yên vui do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vang cầu mong cho các vị ấy hằng được yên vui do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây hay là mối duyên lành để dừng khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vi lai. อันนี้มันดีบ่ได้อันนี้อ่านนอนอ๋อพระเจ้าอานันทเถระ